Một trong những điểm đáng chú ý trong luật nhà ở và luật đất đai mới là cơ chế làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở riêng lẻ cho người nước ngoài mua nhà. Điển hình tại khu vực Hưng Yên, dự án này vừa được cấp phép bán cho người nước ngoài. Luật thông qua sẽ giúp người nước ngoài được sở hữu nhà, vừa tạo nhiều cơ hội phát triển hơn cho thị trường. Luật đất đai được thông qua thì sẽ thu hút rất là nhiều nhà tư nhỏ lẻ và cũng như nhà đầu tư lớn sẽ về tới Vinhomes Bắc 23. Thì thông qua việc đó thì đấy cũng là một giải pháp dành cho những cái người nước ngoài có thể an cư cũng như là sẽ đầu tư được ở Vinhomes Bắc 32. Loại hình mua thì cũng được mở rộng hơn, trong đó có cả những sản phẩm cấp tầng, và thời gian mua thì sẽ là sở hữu thì theo tôi biết là được khoảng thay vì 50 năm thì sẽ là sở hữu lâu dài. Và vô hình dung cái điều này nó sẽ tạo được một cái cú hích là chúng ta hút được một lượng tiền từ kiều bào gửi về quê hương để đầu tư cũng như sở hữu bất động sản nhiều hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các quy chế thu hồi bồi thường về đất, giao dịch bất động sản, đất đai cũng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường minh bạch hơn. Tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta thống nhất được và áp dụng được một cách triệt để những cái quy định liên quan đến những cái cơ chế thu hồi rồi bồi thường về đất, rồi những xác định được những cái loại đất để cho một cái thị trường về mặt bất động sản nó minh bạch hơn, rồi đối với những cái giao dịch về đất đai nó cũng minh bạch hơn, nó giúp phần cho cái việc là quản lý nhà nước cũng dễ dàng hơn, và đối với người dân ấy, thì cũng đỡ bị chúng ta gọi là bị làm khó dễ trong cái việc mà chúng ta thực hiện cái quyền của mình đối với việc là sử dụng đất hoặc là mình chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mặc dù luật đất đai 2024 đã có hiệu lực, tuy nhiên người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn phải chờ vào các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của các bộ ngành địa phương để thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng suốt nhiều năm qua.